Mỏi mỏi hết cả người. Hôm nay không biết là trời có độ mình không đây cả nhà. Hôm nay em lại đi thăm bẫy. Bây giờ là hành trình một cái đoạn dốc núi rất là dài, và điểm đến thì còn tít tận ở trên cái đỉnh núi kia. Ôi trời nó mệt. Mùa này mùa khô mà nắng. Cố lên. Để xem hôm nay có gì vui không nhá cả nhà nhá. Cứ cách 2 ngày là em sẽ đi thăm bẫy một lần. Và trên cái ngọn núi này thì hiện tại em đã đặt được 90 cái bẫy rồi. Hôm nay thì mới dính con sóc bụng đỏ. Đặt bẫy ở trên đây hơn 20 ngày rồi thì mới dính được con sóc bụng đỏ này. Đây là một cái loài sóc khá là to. Đây, nhìn cái bàn tay của em vào là anh chị thấy này. Mặt tay em là để phía trên nhá. Nếu mà để cạnh nó là sẽ thấy cái độ to của nó. Đây là loài sóc to ở trên núi cao, sóc bụng đỏ. Giờ thì sẽ gỡ và cho nó vào trong cái túi lưới đã cả nhà, rồi đặt chuối, đặt mồi tiếp. Đây là đường mòn thú hay đi qua đây này. Cái bẫy này là đầu tiên sập luôn. Cứ kiên trì đặt thôi, đặt rất là nhiều, tốn rất là nhiều chuối rồi. Hôm nay thì mới dính con sóc. Thêm một con sóc nữa cả nhà này. Không hiểu bữa nay sao nhiều sóc bụng đỏ thế. Nó khác rất là nhiều những con sóc mà mình thấy ở nhà nhá các anh chị các bạn nhá. Bởi vì dưới bụng của nó rất là đỏ này, bộ lông rất là đỏ đẹp và nó cũng cực kỳ to luôn này. Đấy. Đuôi rất là dài. Tiếp tục là một con sóc bông bụng đỏ nữa cả nhà. Và có những con ong nó đã bắt đầu đến đây để đốt con sóc này rồi. Nhưng rất may là em nó vẫn còn sống. Và bây giờ em sẽ bỏ vào túi lưới đây. Loài sóc này là một loài sóc rất là lớn nhá cả nhà nhá. Về xào sả ớt ngon lắm. Ôi lên đây thấy một con khỉ mặt đỏ cả nhà này. Con này chắc khoảng 4-5 kg gì đấy. Đây một chú khỉ trên đỉnh núi. Không biết bao nhiêu tuổi rồi. Đang bỏ chạy kìa. Thì ra là em nó mấy bữa nay ăn hết mồi của anh, không dính, khôn lắm. Khôn lắm luôn. Tôn Ngộ Không đây. Úi giời ơi, leo trèo giỏi lắm. Cái bẫy này nãy đi thăm bẫy thì chưa có gì đâu cả nhà. Vừa mới đặt mồi vào, quay lại thì đã dính một con sóc bụng đỏ luôn. Quá là may mắn. Một đề một loài sóc rất là to này. Đó. Đến cái bẫy này thì được một con gà trống cả nhà ạ. Nó vừa mới dính thôi. Và vì thế thì nó vẫn còn ở bẫy, chứ cái loại này chân nó rất là hay dễ đứt. Nếu mà để 2-3 ngày là nó sẽ bị đứt chân. Con này thì rơi vào khoảng ký hơn ký. Một con gà trống này, tai trắng, gà rừng. Bây giờ thì vui quá. Em sẽ lấy túi lưới để bỏ nó vào nhé cả nhà nhé. Để ý kỹ mới thấy này. Cái chân của nó đã rụng rồi. Và cựa thì rất là dài và sắc này. Khả năng con gà rừng này tuổi đời cũng khá là lâu năm. Mà kia, nó vẫn còn đang dính ở kia thì có khi là nó dính vào cả hai chân nên nó mới giữ được lại, chứ trúng một cái chân này thì nó đã rời đi rồi, thoát khỏi bẫy rồi. Hồi nãy thì tưởng là con này nó dính hai chân, nhưng không phải. Nó dính một chân và cái dây cáp nó đã xoắn quanh cái chân này và con gà này không thoát ra nổi. Nhưng cái điều đặc biệt là bên chân này nó đã bị mất hết các ngón. Thì không biết tại sao. Không biết tại sao cả nhà này. Đó. Và cuối cùng thì em nó đã nằm gọn trên tay. Đây, gà rừng. Đó, một con gà rừng. Đang rất là khỏe. Và tuổi đời cũng lâu năm rồi. Và bây giờ túi lưới đã sẵn sàng chờ đợi em nó. Nằm gọn vào trong đây thôi.